VTC9, khung phim mới, chuyên biệt, hấp dẫn và lôi cuốn. 12 giờ, những bộ phim Việt Nam đặc sắc. Thiết kết cho đứa phản bội không lành chết. 17 giờ, phim tình cảm tâm lý nước ngoài. Cô ấy chết trong khi đang mang thai. 18:30, dành cho những khán giả yêu thích phim Thái Lan. Là cô, khen biết. Tình yêu đích thực hả? Mấy cái đó chỉ có trong phim truyền hình. 19:30, khuôn phim cổ trang kiếm hiệp với những pha hành động nghẹt thở. Đừng bỏ qua khuôn phim Hàn Quốc và TVB. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ chính thức ở nhà dưỡng con. VTC9, gắn kết gia đình Việt.